Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Và hiện tại thì Nhật Em và Anh Diệu đang có mặt tại showroom của Mark Home ở miền Nam 162-164 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và văn phòng Mark Home miền Nam thì ở tầng 1, tầng 2 cũng như tầng 3 thì sẽ là showroom vật liệu với rất là nhiều những cái trang thiết bị cũng như là vật tư vật liệu xây dựng. Và hiện tại ở tầng 1 thì như quý vị quan sát thấy ở đây thì có rất là nhiều lavabo, hệ tủ lavabo cũng như bên cạnh đây là toilet nữa. Đúng rồi, và với dọc cái hàng lavabo thế này thì quý vị có thể lựa chọn rất là nhiều những cái mẫu mã trong ngôi nhà của mình ha. Ví dụ là với cái lavabo ở đây đi thì quý vị sẽ thấy là phía bên trên thì cái thành chúng tôi sẽ làm là ốp đá ha. Ở phía bên dưới thì sẽ gỗ nè, kèm vào đó là inox mạ vàng nha quý vị. Và đặc biệt nhất là anh thích cái này nè Diệu, nó sẽ có những cái nút cảm ứng cho mình này ha. Mình có thể là rọi sáng hoặc là hẹn giờ như thế nào đó cũng rất là hay luôn. Và em thấy là cái việc mà sử dụng lavabo rồi có tích hợp hệ tủ lavabo cũng như là gương soi ở phía trên thì rất là tiện. Bởi vì sao? Bởi vì không chỉ là đẹp về thẩm mỹ đâu, mà chúng ta còn có thêm nhiều sự lựa chọn về việc là cất giữ đồ đạc. Và chẳng hạn như ở đây thì bên trong của những cái chiếc gương soi này vẫn có vị trí để chúng ta có thể để vào chẳng hạn như là những cái sản phẩm skin care, chăm sóc da mặt hoặc là body của chúng ta. Nói chung là rất là tiện và rất là tuyệt vời luôn. Đúng rồi, mà nó sẽ giúp cho cái khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh của quý vị gọn gàng hơn. Ví dụ bình thường ta để tràn ra đây, còn nếu mà chúng ta đã có những cái hộc tủ ở trên thì mình cất vào bên trong thì nhìn nó cũng gọn gàng hơn nhé. Nhưng mà thật sự thì ngày hôm nay thì An và Diệu không phải là mục đích chính là sẽ giới thiệu về lavabo cho quý vị, mà tại sẵn tiện đang đứng đây thì giới thiệu luôn. Chứ thật sự là chúng tôi đang có một cái chuyến đi, đó chính là chúng tôi sẽ ghé vào Gò Dầu Tây Ninh và sẽ ghé đến thăm công trình của nhà anh Hoàng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên xe và thực hiện một hành trình đến Tây Ninh để xem là công trình của gia đình anh Hoàng thì trông như thế nào nhé. Và sau hơn 2 tiếng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại An và Diệu đang có mặt tại ngay khuôn viên của công trình của nhà anh Hoàng ở Gò Dầu Tây Ninh. Và theo bản vẽ thì công trình này cũng là một mẫu nhà phố, nhưng mà có ưu điểm là cách trục đường giao thông ở phía trước khoảng hơn 20m. Ở đây thì khi mà chúng ta đứng, chúng ta cũng thấy là có một cái khoảng sân rất là rộng rãi, còn cận với phía trước thì sẽ là cơ sở kinh doanh. Đúng rồi, và phải nói là đây là một cái quyết định thấy là cũng rất là hợp lý của gia chủ, tức là phía trước thì để kinh doanh, phía sau có một khoảng sân rộng nè, rồi đến gian nhà chính của chúng ta thì cũng cảm giác là mọi thứ nó được lớp lan rất là nhiều, đúng không nè. Còn về công trình chính của nhà của anh Hoàng thì quý vị có thể thấy ngay đây sẽ là công trình 2 tầng 1 tum với thiết kế mái bằng hiện đại, là một trong những cái kiểu mái bằng rất là được chuộng của Mark Home luôn. Nhìn từ bên ngoài thôi là quý vị thấy toát lên tinh thần hiện đại rất rõ ha, qua từng cái đường nét, từng khối, cái sự vu vức của nó cũng như là ốp lát vật liệu. Và em thấy là ở công trình này thì gia chủ rất là tinh tế khi mà lựa chọn những cái gam màu, chúng ta nhìn vào rất là trang nhã luôn. Và em tin rằng là sau thời gian dài sử dụng thì những cái màu sắc này vẫn có giá trị bền vững với thời gian. Bởi vì chúng ta thấy là màu sắc chủ đạo thì sẽ là gam màu trắng, điểm nhấn thì đến từ màu sắc của những vật liệu ốp lát như là đá tự nhiên nè. Rồi bên cạnh đó thì ở trên cũng sẽ có gam màu vàng nhạt để làm điểm nhấn nữa. Đúng rồi, cái tông màu vàng nhạt ở đây là một cái điểm rất là đặc biệt quý vị. Và ở đây thì chất liệu thì có thể là một là quý vị lựa chọn là gạch Việt Nhật, hai là chúng ta lựa chọn Inox ha, thì nó cũng sẽ đều là cái vân gạch nó giống như thế này. Và với tông màu vàng nhạt thì nó sẽ giúp cho công trình nhìn như là có điểm nhấn hơn. Bên cạnh đó nếu quý vị thích thì chúng ta cũng thể lựa chọn là ví dụ là màu giả gỗ nè, cũng được một số gia đình ưa chuộng này ha, hoặc là tông màu ghi luôn. Nhưng mà nếu màu ghi thì nó lại hơi bị trùng lập so với những cái khu vực khác, cho nên là ở đây là về cái việc đặt để màu sắc của kiến trúc sư hoặc là đến khi thành phẩm thì thấy là nó rất là hài hòa với nhau. Và nếu như mà qua những cái thước phim bay flycam thì quý vị có thể thấy là công trình này rất là đăng đối hài hòa. Chưa dừng lại ở đó, khi mà ở phía bên trên tầng tum thì còn có một cái hồ bơi dành cho cả gia đình nữa. Thì em thấy là với một mẫu nhà phố mà tiện lợi trong việc là có khoảng sân rộng để đổ xe nè, ở trên thì lại có hồ bơi dành cho mục đích vui chơi thư giãn của cả gia đình thì phải nói quá là tuyệt vời luôn. Chắc chắn là một xíu về hồ bơi thì An và Diệu sẽ dẫn quý vị chúng ta đến tham quan rồi đó. Còn bây giờ thì bàn về kích thước công trình đi, thì Nhật An cũng chia sẻ quý vị luôn ha. Công trình này sẽ có chiều dài là 16,8m, chiều rộng là 10,5m và tổng tích sử dụng của cả công trình chưa tính từng tum là 180m². Và như anh Diệu nói thì công trình này cũng rất là cao ráo. Cụ thể thì nếu như chúng ta tính từ cái khung lên đến trên luôn thì sẽ là 10,8m, chiều cao ở tầng 1 là 3,9m, tầng 2 là 3,6m, trên tầng tum thì sẽ có kích thước chiều cao là 3,3m.
Và đó là tổng quan bên ngoài của công trình của nhà anh Hoàng. Bây giờ hãy cùng theo chân An và Diệu tiến bên trong để xem cách phân chia không gian của ngôi nhà nhé. Tiến vào bên trong công trình của nhà anh Hoàng thì khu vực đầu tiên em và Diệu sẽ giới thiệu quý vị đó chính là không gian phòng khách với diện tích là 23m². Và khi mà bước vào bên trong đây thì một cái cảm giác đầu tiên mà anh Diệu thấy rõ nhất đó chính là cái sự mát mẻ và vô cùng dễ chịu luôn. Đúng rồi, bởi vì nhờ vào cái ô cửa chính trước đi ha, là bốn cánh ở đây, rồi ô cửa sổ ngay sau lưng của em và Diệu nữa đều là cửa nhôm hệ kính, cho nên lấy sinh khí bên trong rất là tốt. Và bước vào bên trong thì Diệu có để ý cái gì đặc biệt không? Đó chính là về cái màu sơn. Quả thật ở bên ngoài thì chúng ta chưa thấy, nhưng mà vào bên trong thì sẽ là sơn một ít tông màu, đó là màu xanh nhạt, nhìn nó cũng rất là mát mắt luôn. Và em thấy là về cái phương diện màu sắc thì gia chủ cũng như là các kiến trúc sư tính toán rất là hợp lý. Ở những cái bức tường thì sẽ là sơn phủ màu xanh, nhưng mà đưa mắt nhìn lên trần thì chúng ta thấy là trần sẽ được thiết kế có gam màu trắng nè, và cái vị trí sàn thì cũng là màu trắng luôn. Như vậy thì nó mang lại cái sự cân bằng, nếu như mà chúng ta sử dụng màu xanh thông thì có thể là nhìn vào hơi bị rối mắt một chút xíu. Đúng rồi, và cái tông xanh thì quý vị cũng lưu ý là nên lựa chọn cái tông nhạt nhạt giống như thế này thôi thì nhìn nó sẽ dễ chịu hơn là những cái tông màu nó quá là sặc sỡ nha quý vị. Về nội thất thì quá đầy đủ rồi ha, ngay vị trí An và Diệu sẽ là nguyên một cái bộ ghế sofa rất là hoành tráng, phía bên này là nguyên kệ tivi cao kịch trần, cho nên là một căn phòng khách là phải nói là rất là ấn tượng luôn. Còn tiến vào vị trí này thì đây sẽ là không gian phòng ngủ đầu tiên. Căn phòng này thì sẽ có diện tích là 12,5m², và hiện tại thì bên trong đang có thành viên gia đình sử dụng, cho nên là anh Diệu và Nhật An không có tiện di chuyển vào. Và ở vị trí này thì sẽ là phần bên dưới cầu thang, thì thường chúng ta vẫn hay gọi vui đây là không gian chết bởi vì để trống thôi, không có bố trí gì cả. Nhưng mà ở đây thì có rất là nhiều những cái vị trí ngăn kệ nè và thể tủ bên đây nữa, cho nên là em thấy là một thiết kế rất là tuyệt vời. Đúng rồi, đây không phải là sự ngẫu nhiên nữa quý vị, mà phải tính toán ngay từ trước hết, bởi vì chúng tôi phải đo đạc từng cm, nếu mà chính xác là phải từng mm đúng không gì, bởi vì nó phải khớp vào 100% thì chúng ta mới có thể lắp ráp được ha. Và nhờ vào đó thì cái khu vực vốn dĩ là chỉ bám bụi hoặc là sẽ không tận dụng gì hết thì chúng ta có thể đựng được rất là nhiều, thậm chí là có thể bố trí cả một khu vực đặt máy giặt ở đây là quá là tiện luôn rồi. Cho nên là đây cũng một cái gợi ý về mặt thiết kế cho quý vị nhé. Và đó là hai khu vực đầu tiên thôi, bây giờ ta cùng nhau tiến ra phía sau công trình nhé. Di chuyển về vị trí này thì khu vực này sẽ là phòng bếp kết hợp với phòng ăn có diện tích là 21m². Phải nói là một diện tích cũng khá là rộng rãi để mà gia chủ bố trí công năng đúng không nào. Hiện tại thì gia chủ đã đặt ở đây, quý vị thấy là sẽ có một bộ chiếc bàn ăn này ha. Phía bên này sẽ là một kệ tủ bếp được thiết kế là hình chữ L này quý vị. Với chất liệu đó chính là gỗ MDF, và quý vị thấy là phần cánh thì chúng tôi sẽ sơn màu ghi nhìn cũng khá là bắt mắt. Và ở đây em thấy là chủ yếu là gia chủ sẽ sử dụng hệ tủ bếp dưới, ở trên thì chỉ có một vị trí tủ bếp trên thôi để dành ra cái phần không gian còn lại đặt vào hệ thống cửa sổ. Thì em thấy là cũng tùy vào nhu cầu sử dụng của cả gia đình, có gia đình thì có nhu cầu sử dụng lớn cho nên là có thể là thiết kế đầy vị trí này luôn, còn với gia đình này thì do là có thể là căn cứ vào số lượng thành viên bao nhiêu đây đủ rồi, cho nên là sẽ chừa ra diện tích để đảm bảo cái việc lấy vào không khí cũng như là gió tự nhiên. Và quả thật là những cái ô cửa sổ nó đã phát huy đúng tác dụng của nó, khi mà chúng ta vừa bước vào là cảm giác là nó rất là sáng luôn quý vị, nguyên cái khu vực phòng bếp ha, bởi vì nhiều nhà thì chỉ chừa những cái ô cửa sổ bé bé thôi để mà chúng ta có thể lấy gió vào ngay khu vực bồn rửa thôi, còn ở đây là nguyên một cái ô cửa sổ to cho nên là nó sẽ đảm bảo được vấn đề này. Chưa kể là ngay khu bếp thì chúng tôi sẽ có bố trí thêm một cái ô cửa để mở ra cửa hậu ở phía sau nữa, cho nên là đó lý do mà căn bếp nó sẽ lấy được rất là nhiều sinh khí. Còn tiến vào phía bên này đi thì đây sẽ là khu vực cũng không thể nào không nói đến, đó chính là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh chung chúng tôi sẽ bố trí ở đây. Em thấy thì cũng rất là hay khi mà vị trí này còn có một bức tường được thiết kế dôi ra, mục đích là phần nào đó che đi vị trí lavabo cũng như là nhà vệ sinh ở phía này, thì nó rất là thẩm mỹ. Đúng rồi, và nó sẽ cảm giác là nó gọn gàng từng khu vực hơn, cũng như là ví dụ mà trong quá trình chúng ta có sử dụng lavabo có văng nước chẳng hạn thì ở đây chúng tôi đã ốp gạch lên trên tường rồi cho nên nó cũng đảm bảo vệ sinh hơn nha quý vị. Còn tiến vào phía này thì đây sẽ là phòng ngủ tiếp theo của tầng 1.
Căn phòng này thì sẽ được thiết kế với diện tích là 10,5m2, dù không phải là một diện tích quá rộng, nhưng mà khi chúng ta bước vào đây thì vẫn đảm bảo được những cái cơ bản, chẳng hạn như là một cái không gian sáng thông thoáng. Bên cạnh đó, khi mà đã bố trí một chiếc giường ngay vị trí này và một tủ quần áo siêu to ở phía kia thì vẫn còn có một cái lối di chuyển rất là rộng rãi và thoải mái. Đúng rồi, cho nên An nói là đôi khi vì một số lý do thì chúng ta sẽ không thể đảm bảo được cái diện tích quá lớn cho phòng ngủ được. Cho nên thì cái điều đó nó lại tùy thuộc vào cái bàn tay kiến trúc sư để mà họ sắp xếp về nội thất nha quý vị. Miễn làm sao mà chúng ta vào vẫn đầy đủ công năng mà vẫn di chuyển thoải mái là được. Phía bên kia chúng ta sẽ có ô cửa sổ ba cánh để mở ra cái view ở phía sau của công trình. Và đó là tổng quan tầng 1 của ngôi nhà. Bây giờ hãy cùng theo chân An và Diệu tiến lên tầng 2 nhé. Tiến lên tầng 2 công trình của nhà anh Hoàng thì khu vực đầu tiên chúng ta bắt gặp sẽ là không gian phòng thờ kết hợp phòng sinh hoạt chung với tổng diện tích là 17m2. Và khi mà đứng ở đây thì chúng ta thấy là ở căn phòng này sẽ có một cửa đi 4 cánh để dẫn ra khu vực ban công ở phía trước rất là rộng. Bên cạnh đó thì còn có một ô cửa sổ với 3 cánh nữa, cho nên là không gian này phải nói là rất là sáng, kèm với đó rất là thông thoáng. Ở đây thì chúng tôi sẽ bố trí là có thêm một bộ bàn ghế gỗ nè quý vị, để mà gia đình ví dụ những dịp cúng kiến thì có thể ngồi quây quần bên nhau ha. Và bộ bàn ghế gỗ này theo chia sẻ của gia chủ là có giá trị kỷ niệm, là sẽ mang từ những cái gian nhà cũ qua. Và đặt ở đây thì với gần với cái khu vực mà ban công phía trước rất là thoáng nữa thì ngồi sinh hoạt ở đây cũng rất là tiện luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến qua đây và sẽ đến phòng ngủ tiếp theo. Căn phòng này thì được thiết kế với diện tích là 12,5m2 và cũng là một vị trí rất là đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta nằm ngủ ở đây có thể là phóng tầm nhìn qua ô cửa sổ kia là có thể hướng về phía trước của công trình. Đúng rồi, ở đây sẽ có ô cửa sổ 3 cánh nha quý vị, cho nên là lấy gió vào rất là nhiều luôn ha. Và căn phòng này thì Diệu có thấy có cái gì khác biệt không? Đó chính là về màu sắc. Em để ý là đúng là từ bên dưới thì chúng ta đã thấy là phía bên trong của gia chủ thì mỗi khu vực thì sẽ sơn một màu khác nhau, có thể là tùy theo sở thích của từng chủ nhân căn phòng thôi. Với căn phòng ngủ này thì lại sơn cái tông màu là xanh nhạt nè, thì có thể là gia chủ thích, hoặc là nếu mà chúng ta lựa chọn theo phong thủy chẳng hạn thì cái màu xanh này thì cũng khá là hợp với ai mà gia chủ là mệnh mộc nhé. Dạ, và em thấy là cái màu sắc nhạt như thế này thì cũng rất là hợp lý. Bởi vì nếu như mà đậm quá thì chúng ta sẽ có cảm giác là hơi bị rối mắt, hơi bị ngột ngạt, và kèm theo đó cũng sẽ khó hơn trong cái việc mà lựa chọn những cái đồ dùng nội thất màu sắc đi kèm. Thì đây cũng là một màu sắc mà chúng ta có thể tham khảo. Còn đưa mắt nhìn lên trần đi thì em thấy là ở đây đèn được sử dụng cấp sáng vừa đủ ha. Và bên cạnh đó thì họa tiết hoa văn các thứ đều đã được thiết chế lại rồi, cho nên là đảm bảo được một cái sự thoải mái nhẹ nhàng. Và đèn led hắt trần ở đây thì chúng tôi sẽ lựa chọn cái tông màu cam, cũng là cam nhạt thôi. Nhưng mà ví dụ đi, nếu mà có gợi ý cho quý vị, nếu mà chúng ta thích có thể chúng ta phối luôn theo cái tông màu tường cũng được. Ví dụ ở đây ta có thể sử dụng đèn led màu xanh luôn cũng được, nếu mình thích là màu xanh. Thì cái đó cũng là một cái sự thú vị độc đáo cho từng căn phòng ngủ của mình. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ tiến ra phía sau và đến những không gian còn lại của tầng 2 ha. Tiến vào đây thì chúng ta sẽ đến phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích lớn hơn phòng ngủ lúc nãy chút xíu ha. Phòng này sẽ có diện tích là 15m2. Và phòng ngủ này thì có đến hai mặt thoáng, một phía là ở đây với hai ô cửa sổ được thiết kế và hai bên có giường ngủ, và phía bên kia nữa là có thể hướng tầm nhìn về phía sau của công trình. Phải nói là tất cả những căn phòng ngủ từ nãy giờ mà chúng ta đến tham quan của nhà của anh Hoàng, quý vị thấy là cái việc đặt để nội thất nó đều rất là hợp lý hết trơn á. Cho nên là căn phòng nào chúng ta bước vào thấy gần như đầy đủ tất cả những cái tiện nghi cơ bản, và nó vẫn còn một cái lối thoáng rất là nhiều để mà chúng ta có thể di chuyển, là đây là một cái việc đặt rất là hợp lý. Rồi ví dụ là vị trí đặt máy lạnh đi thì cũng hợp lý luôn, đặt ở cái vị trí đó ha. Rồi cửa, tất cả mọi thứ thì lấy ánh sáng vào rất tốt, cho nên là cái cảm giác khi chúng ta bước vào phòng là cảm giác nó thoáng liền, cho nên là mình sinh hoạt bên trong rất là dễ chịu. Em thấy đây là một cái cách đặt để cơ bản tiêu chuẩn luôn, bởi vì với cái cách sắp xếp như thế này thì bố cục đã mở ra một cái lối di chuyển hình chữ U luôn, cho nên là rất là tiện cho cái việc mà chúng ta đi tới lui cũng như là thao tác. Còn về vị trí máy lạnh như anh đang chia sẻ thì quý vị cũng có thể tham khảo ở ngay cái vị trí này, bởi vì khi mà chúng ta nằm ngủ ở đây thì sẽ có được một cái cảm giác thoải mái nhất có thể. Và sẵn tiện lúc nãy đang bàn về màu sắc của từng phòng đúng không, thì vào đây quý vị lại thấy là có cái màu khác rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ sơn cái màu vàng kem nhạt một lần nữa, lại là cái tông màu nhạt, thì đây cũng lại là một cái màu nó rất là hợp luôn quý vị. Nó hợp với tổng quan bên ngoài công trình và lẫn cả nội thất ở bên trong luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào phía bên này.
Thì trước khi vào phòng ngủ này ha, thì ta phải nói đến khu vực này đi. Ở đây thì chúng tôi sẽ bố trí là một khu vực nhà vệ sinh chung. Em rất là thích cái cách đặt để nhà vệ sinh ở đây, bởi vì nó gần với khu vực phòng ngủ, cho nên là nếu như mà chủ nhân của phòng ngủ kia có muốn sử dụng thì có thể là dễ dàng đi đến đây, rất là tiết kiệm thời gian luôn. Và quý vị có thể thấy là cái cách sắp xếp ha, thì lavabo chúng tôi sẽ đặt ở bên ngoài, đúng không nào? Rồi bên trong này thì mới là khu vực toilet và vòi sen tắm đứng sẽ không có vách kính. Cái việc đặt lavabo bên ngoài thì nó lại phân chia được hai không gian sử dụng khác nhau, cho nên là đây cũng là một cách quý vị có thể tham khảo qua. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến qua phòng ngủ này. Đây sẽ là phòng ngủ cuối của tầng 2. Và căn phòng này thì cũng có diện tích là 15m² bằng với lại phòng ngủ vừa rồi mà chúng ta vừa đi qua. Ở đây thì chúng tôi sẽ bố trí một cái cửa sổ hai cánh ở ngay vị trí này luôn nha quý vị. Và căn phòng này thì nó cũng còn rất là rộng chỗ luôn á, bởi vì nhà thì cũng mới bàn giao gần đây thôi ha, cho nên là gia chủ mới đặt vào những nội thất cơ bản thôi. Đã có giường nè, táp đầu giường và tủ quần áo siêu to phía bên kia. Anh nghĩ một thời gian nữa thì nếu thích thì quý vị có thể đặt thêm ví dụ là kệ tivi hoặc là vị trí bàn học như thế nào đó, vị trí này cũng rất là tiện luôn. Và với khu vực phòng ngủ thì bao giờ chúng ta cũng cần chú trọng đến cái tính riêng tư, cho nên là chẳng hạn như cửa thông phòng ở đây, đây như quý vị quan sát thấy rất là kín và chắc. Nó không chỉ là có giá trị thẩm mỹ đâu mà che chắn rất là tốt. Bên cạnh đó thì nó còn góp phần là cách âm cũng như là cách nhiệt nữa. Và chất liệu của cửa đây sẽ là cửa composite nha quý vị. Nó không phải là cái cửa gỗ đâu. Chúng ta nhìn thì chúng ta nhìn cái vân, ta tưởng là gỗ nhưng thật sự nó chỉ là giả gỗ thôi. Và với composite thì có một cái ưu điểm nữa là về giá thành thì chắc chắn là nó sẽ mềm hơn so với những cái cửa dòng gỗ tự nhiên rồi. Và một ưu điểm nữa, đặc biệt là nhà nếu mà có trẻ em ha, thì composite nó rất là nhẹ, cho nên là trong quá trình mà chúng ta mở đóng mở rất là dễ dàng luôn. Đó là một cái điều thuận tiện của cái loại cửa này. Mà từ nãy giờ thì mình đã đi 2 tầng rồi, bây giờ ta sẽ cùng nhau tiến lên tầng cao nhất của ngôi nhà nhé. Và hiện tại thì em và Diệu đã có mặt tại tầng cao nhất của công trình của nhà anh Hoàng ha, đó chính là không gian tầng tâm. Và khu vực này là khu vực rất đặc biệt, bởi vì ngay lúc nãy ở bên dưới là Diệu đã giới thiệu quý vị rồi, đó chính là ta-da. Ngay ở đây thì gia chủ đã đầu tư sẽ có một cái hồ bơi mini cho gia đình nè quý vị. Phải nói là hồ bơi thì chúng ta sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn về vị trí để đặt. Có nhiều gia đình thì thích là đặt ở phía trước, có nhiều gia đình thì thích đặt ở phía sau, rồi có nhiều gia đình sẽ chọn là đặt ở trong nhà luôn. Nhưng mà riêng với công trình này thì chúng ta thấy là đặt ở tầng cao nhất thì đây cũng là một sự lựa chọn hợp lý, bởi vì chúng ta có một cái khoảng không gian sân thượng rộng rãi mà thì tận dụng thôi. Đúng rồi, và có thể là tạo nên một cái không gian vui chơi giải trí cho các thành viên gia đình nha quý vị. Và với cái việc mà chúng ta sẽ đặt hồ bơi ở đây thì xung quanh thì chúng tôi cũng sẽ làm có những cái phần lan can bao cao ở bên trên để đảm bảo an toàn khi mà chúng ta sử dụng ha. Và quả thật là công trình là quá lý tưởng đúng không nào. Có vị trí để chơi đùa rồi có khoảng sân nữa. Phải nói là ngày hôm nay đến thăm công trình này là ta thấy là một công trình gần như là đạt được mọi cái tiêu chuẩn của công trình nhà phố rồi. Và đương nhiên nếu như quý vị có những nhu cầu để mà thiết kế và thi công thì sẽ có thể gọi những số hotline đúng không Diệu? Quý vị có thể gọi đến các số hotline 096-445-8888 hoặc là 082-813-333, luôn có đội ngũ túc trực sẵn sàng giải đáp cho quý vị. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn quý vị đi thăm rất nhiều những công trình nhà đẹp nữa. Còn bây giờ thì Nhật An và anh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.